Chiều ngày 20 tháng 9, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn đội trường học năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024. Ông Khu Văn Bắc, Phó trưởng ban nhân vận quyền quỹ, bà Lâm Thị Ngọc Giao, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Phú đến dựng trong năm học 2022-2023. Công tác đoàn đội trường học trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong thanh thiếu niên và học sinh. Trong công tác đoàn, giáo phong trào thiếu niên có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như mô hình cộng trường an toàn giao thông, kết quả từ đầu năm học đến nay, đội thanh niên tình nguyện ra quân thực hiện được 67 cuộc, có 450 lượt đoàn viên thanh niên học sinh tham gia. Tổ chức sân chơi mùa hè, phố cặp bơi cho thiếu nhi, trong cái xanh các hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tham gia hiến máu tình nguyện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thu hút hơn 2.400 lượt đoàn viên thanh niên học sinh tham gia ngoài ra đoàn viên thanh niên còn tích cực tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi tuổi trẻ sáng tạo tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc và các chương trình đồng hành cùng thanh niên trong rèn luyện học tập và lập thân lập nghiệp cụ thể như các đoàn trường đã vận động quỹ khuyến học trên 500 triệu đồng để hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 550 thanh niên dọc sinh khối 9 và khối 12 trên địa bàn huyện. Trong công tác đội giải phong trào thiếu nhi cũng thực hiện đạt và vượt chính chỉ tiêu cơ bản mà hội đồng đội huyện đặt ra. Điển hình như 45 trên 45 liên đội đều tổ chức các động như sinh hoạt chuyên đề, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng tổ chức cho đội viên thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ, hỗ trợ giúp đỡ thiếu nhi con cảnh khó khăn, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ quyền trẻ em, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ quyền trẻ em, tổ chức tập quấn nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho cán bộ chỉ huy đội do thiếu nhi nồng cốt. Có 3.050 trên 3.050 thiếu nhi được kết nạp vào đội đạt tỷ lệ 100%, dược 10% so với kế hoạch. Dịp này, Quỹ ở Phú có một tập thể và một cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với thành tích xuất sắc trong công tác đội về phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023. Bốn cá nhân, bốn tập thể, những bằng khen của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang và chín tập thể, 17 cá nhân được nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quỹ ở Phú với thành tích xuất sắc trong công tác đoàn đội trường học năm học 2022-2023.